Vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Doshi. Ngày hôm nay thì nhà sành Doshi sẽ lên cho quý anh chị những sản phẩm quần gió VIP đồng giá là 280k trên một sản phẩm và đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Doshi tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho quý anh chị. Thời gian làm việc của nhà sành Doshi là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và các sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta số lượng rất là ít nên là hy vọng quý anh chị chúng ta có thể là lựa chọn được những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên sẽ là một sản phẩm quần gió đến từ thương hiệu Kepa USA, một sản phẩm quần gió với tông màu ghi đậm. Ở bên trên ống quần thì quý chị có thể thấy sẽ là cái phần thêu tên cũng như là logo của thương hiệu Kepa. Mã sản phẩm sẽ là G523, chiều dài sẽ là 98, bụng là 66-100, đùi là 30 và ống sẽ là 20cm size L. Form dáng bên này sẽ là cái thiết kế form dáng suông và ống quần sẽ là thuộc cái dạng ống không quá ôm mà cũng không quá bó, nên là quý chị chúng ta mặc vừa thoải mái mà nó lại vừa rất là gọn gàng. Chất liệu thì sẽ là chất liệu gió dày dặn, bên trong sẽ là phần lớp lót nỉ này. Chất liệu cũng là một trong những cái mục tiêu mà nhà sành Doshi đề ra để lựa chọn các sản phẩm lên like cho quý chị ngày hôm nay, những sản phẩm quần gió VIP. Mã của sản phẩm sẽ là G523, một thiết kế của nhà Kepa USA với đầy đủ thiết kế túi cho quý chị chúng ta sử dụng, mình có thể đựng ví tiền, điện thoại khi mà mình đi ra ngoài. Cạp chun co giãn rất là tốt và có thêm dây đai để quý chị chúng ta điều chỉnh cái phần cạp sao cho nó vừa vặn với cái số đo vào bụng. Và mã sẽ là G523. Bác nào yêu thích sản phẩm này của nhà Kepa thì có thể là liên hệ cho nhà sành Doshi. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là sản phẩm quần gió đến từ thương hiệu của Adidas, một thiết kế quần với tông màu xanh than, bên trên thì sẽ là logo cũng như là tên của thương hiệu Adidas, mã là G524, chiều dài là 102, bụng là 78-100, đùi 32 và ống sẽ là 19cm. Một sản phẩm quần gió với tông màu xanh than, chất liệu gió của mình sẽ là cái chất liệu gió một lớp. Tuy nhiên là nó sẽ đảm bảo cho mình là chắn gió, chống bụi rất là tốt. Và chất liệu này cũng là cái chất liệu rất là bền luôn, nên là quý chị chúng ta yên tâm. Bác nào mà muốn mặc những cái sản phẩm quần gió nhẹ nhàng để mình đi tập luyện thể dục thể thao cho nó được thuận tiện thoải mái thì quý chị có thể là ưu tiên lựa cho em này. Tông màu xanh than rất là dễ mặc dễ dùng và đặc biệt là cái độ mới của sản phẩm còn rất là cao, đầy đủ thiết kế túi cho quý chị chúng ta sử dụng, nên là hy vọng quý chị chúng ta không bỏ qua cái sản phẩm rất là chất lượng như này của nhà Adidas. Mã của sản phẩm sẽ là G524. Một thiết kế cũng rất là đẹp và form của mình cũng là một cái form tương đối ôm dành cho các nào yêu thích sự gọn gàng. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm quần với tông màu đen, lại gần một chút để quý chị chúng ta coi kỹ cái tông màu của sản phẩm. Và mã của sản phẩm này sẽ là mã G525, chiều dài là 90, bụng là 72-102, đùi là 27 và ống sẽ là 17cm. Một thiết kế của nhà Sunny Apartment, bên trong là tem mác của thương hiệu, cạp chun co giãn tốt này. Chất liệu này sẽ là cái chất liệu rất là đẹp, vừa dày dặn và nó sẽ có một cái độ co giãn như thế này, để khi mà quý chị chúng ta mặc lên thì quý chị chúng ta sẽ rất là thoải mái, dễ chịu. Chất liệu rất là đẹp luôn, đảm bảo là quý chị chúng ta nhận hàng về mình cũng rất là ưng cái sản phẩm này. Form dáng của em này thì cũng là một cái form tương đối bông, mặc rất là gọn gàng nhưng cũng không kém phần dễ chịu cho quý chị chúng khi mà chúng ta sử dụng, cũng với đầy đủ túi trước túi sau. Và đặc biệt em này thì quý chị chúng ta có thể sử dụng mình mặc đi chơi đi làm cũng được luôn, vì cái form dáng thiết kế của em này trông cũng rất là nhã nhặn lịch sự. Tông màu đen quý chị có thể phối đồ rất là dễ dàng. Mã G525. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một sản phẩm quần gió với tông màu ghi, một cái thiết kế quần túi hộp rất là năng động trẻ trung. Hai bên ống quần sẽ có hai cái phần túi hộp vuông rộng rãi để quý chị chúng ta có thể sử dụng. Và mã sản phẩm này sẽ là G526, chiều dài là 107, bụng là 82-102, đùi là 32 và ống sẽ là 17-21cm. Cái phần gấu quần sẽ được bo chu này, quý chị có thể điều chỉnh cái phần gấu này sao cho nó vừa vặn với cái cổ chân của mình, hoặc quý chị chúng ta có thể mặc theo kiểu form dáng suông cũng rất là đẹp. Chất liệu là chất liệu dày dặn, bên trong có phần lót nỉ, quý chị có thể yên tâm lựa cho em này mình mặc trong mùa đông năm nay thì rất là hợp lý, vì là sản phẩm của mình chắn gió chống bụi giữ ấm rất là tốt. Phần cạp sẽ là cạp chun co giãn, cạp sẽ lên khoảng 5 phân cho quý anh chị mặc cực kỳ là chắc chắn và thoải mái. Mã của sản phẩm sẽ là G526. Quý anh chị chúng ta yêu thích form dáng cũng như là cái tông màu của sản phẩm thì nhanh tay liên hệ cho nhà sành Doshi để chúng ta đặt hàng em này, một sản phẩm quần gió chất lượng cao cho quý anh chị chúng ta sử dụng. Form dáng của em này sẽ là một cái form suông mà cũng tương đối là rộng rãi thoải mái, đặc biệt là chất liệu gió rất là đẹp luôn, nên là hy vọng quý chị chúng ta không bỏ qua sản phẩm này. Mã G526, tông màu lên cực kỳ trẻ trung, dễ mặc dễ dùng. Tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm quần với tông màu xanh than,
Một sản phẩm quần tông màu xanh than của nhà Nike, bên trên sẽ là có một cái logo rất là quen thuộc của nhà Nike, mã là G527, chiều dài là 96, bụng là 64-94, đùi là 29,5 và ống của mình sẽ là ống có dây rút này để quý chị chúng ta điều chỉnh. Và bên trong sẽ là một cái phần lớp lót lưới nên là cái sản phẩm của mình mặc vừa thoải mái dễ chịu mà cái độ chắn gió chống bụi của em nó cũng rất là ok. Ở với cái form dáng thể thao thì quý chị hoàn toàn có thể lựa em này chúng ta mặc đi tập luyện thể dục thể thao hoặc định đi chơi các môn thể thao cũng rất là ok. Mã G527, thiết kế cạp chun co giãn rất là tốt và bên trong đầy đủ tem mác của nhà Nike. Tem mác đầy đủ quý chị về chúng ta có thể là check thoải mái. Mã của sản phẩm là G527. Nhà sành đúng chị có thể cam kết với quý chị là toàn bộ các sản phẩm đều là hàng chính hãng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm của nhà Fila. Mã của sản phẩm là G528, chiều dài là 100, bụng là 70-104, đùi là 34 và ống là 22cm. Hai bên ống quần được thiết kế có một đường kẻ sọc, bên trên sẽ là tên của thương hiệu Fila. Và phần ống quần cũng có cái phần tiêu tên của thương hiệu luôn. Form dáng của em này sẽ là một cái form dáng suông, ống thì có cái độ rộng vừa phải nên là vị trí chúng ta mặc cũng vẫn rất là gọn gàng. Chất liệu của mình là chất liệu gió hai lớp, bên trong có thêm một cái phần lớp lưới này. Chất liệu gió bên ngoài thì rất là dày dặn và chất liệu gió của mình là cái chất liệu hàng gió cao cấp rất là đẹp luôn. Mã sẽ là G528. Mọi thông số nhà sành Đồ Si sẽ ghim ở phía bên tay trái màn hình cho quý anh chị. Form cái này là một form suông cực kỳ đẹp. Nói chung đây cũng là một trong những cái sản phẩm rất là đáng đồng tiền bát gạo trong buổi live ngày hôm nay. Quý anh chị nào mà chúng ta yêu thích cái tông màu tối và cái form dáng thể thao thì có thể là yên tâm lựa chọn em này. Mã G528, một thiết kế của nhà Fila. Tiếp theo thì chúng ta có thêm một sản phẩm quần của nhà Converse này, cũng với cái tông màu xanh than. Bên trên sẽ là cái logo hình thêu, cái logo của thương hiệu Converse. Mã G529, chiều dài là 99, bụng là 66-104, đùi là 34 và ống sẽ là 12-18cm. Cái phần gấu quần sẽ được bo chu này. Quý chị chúng ta có thể thấy là mình sẽ có một cái đường khóa ở đây. Quý chị chúng ta có thể điều chỉnh cái phần gấu này. Cạp cũng là cạp chun co giãn tốt và có thêm dây đai để quý chị chúng ta điều chỉnh. Và cũng không thể nào mà thiếu được các cái phần túi chéo để mình có thể sử dụng, mình đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Ra xa một chút để quý chị chúng ta có thể coi lại toàn bộ form dáng của sản phẩm. Một cái form dáng rất là đẹp luôn và có những cái phần chi tiết người ta làm rất là tỉ mỉ, tinh tế. Đây sẽ là một cái phần để quý chị chúng ta mặc sao cho nó được thông thoáng. Và chất liệu của mình là cái chất liệu siêu dày dặn nên là quý chị chúng ta yên tâm, nhà sạch Đồ Si bao chất cho quý chị luôn. Mình mặc và mình nhận về mình đảm bảo là sẽ rất là ưng cái chất liệu của sản phẩm này. Mã của sản phẩm sẽ là G529, một thiết kế đến từ thương hiệu Converse. Tiếp theo chúng ta sẽ có một sản phẩm quần tông màu ghi, một sản phẩm của nhà Penfield. Bên trên này chúng ta có một cái phần thêu tên của thương hiệu. Mã sản phẩm sẽ là G530, chiều dài sẽ là 105, bụng là 78-112, đùi là 32 và ống sẽ là 21cm. Một thiết kế có cái độ mới rất là cao và sẽ có cái phần họa tiết kẻ sọc ở hai bên ống quần. Bên trên sẽ là thêu tên của thương hiệu. Tông màu ghi này mặc vừa trẻ trung nhã nhặn mà lại dễ để quý chị chúng ta phối đồ. Chất liệu của mình sẽ là chất liệu gió hai lớp, bên trong có thêm một lớp vải lót cũng rất là dày dặn và mềm mịn để đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc lên vừa thoải mái dễ chịu mà cái form dáng lại rất là đẹp. Mã của sản phẩm này sẽ là G530. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì hãy liên hệ ngay cho nhà sành Đồ Si để đặt hàng, form dáng suông rất là dễ mặc luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con quần tông màu xanh rêu. Đây sẽ là một cái sản phẩm mà điểm nhấn của nó sẽ là các cái phần túi ở hai bên, tạo ra cho cái sản phẩm của mình trông nó rất là năng động. Bên trên cặp quần còn có thêm một cái dây đai như thế này. Quý chị chúng ta có thể là điều chỉnh cái cặp sao cho nó vừa vặn với cái số đo của mình. Và mã sẽ là G531, chiều dài là 102, bụng là 76-84, đùi là 28 và ống sẽ là 17cm size XL. Form dáng suông và ống sẽ là hơi ôm một chút. Dành cho bác nào mà muốn mặc form dáng kiểu gọn gàng thì chúng ta lựa cho em này một thiết kế rất là đẹp, mặc năng động thể, năng động trẻ trung. Hoàn toàn có thể lựa em này mặc đi chơi đi làm cũng rất là ok. Chất liệu thì khỏi phải bàn, chất liệu dày dặn và bên trong còn có thêm một cái phần lớp lót nỉ như này nữa thì rất là hợp lý để chúng ta lựa chọn trong mùa đông năm nay rồi. Và cũng không thể nào mà thiếu được các phần túi chéo rộng rãi để quý chị chúng ta có thể đựng đồ, đựng ví tiền điện thoại. Mã sản phẩm là G531. Hy vọng là quý chị chúng ta không bỏ lỡ sản phẩm này, là một sản phẩm rất là đẹp luôn. Nếu mà mình bỏ qua sản phẩm này thì quá là phí. Tiếp
Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến một sản phẩm cũng với tông màu xanh rêu, cũng là một sản phẩm rất là đẹp của nhà Philco với cái form dáng thể thao năng động. Form của em này cũng là một cái form tương đối ôm dành cho các bác yêu thích sự gọn gàng thì chúng ta lại lựa chọn em này. Và hai bên túi của mình sẽ là có thiết kế khóa cẩn thận luôn, nên là quý anh chị chúng ta đựng đồ mình không lo bị rơi bị mất. Đây sẽ là cái thiết kế đằng sau của sản phẩm, cạp vẫn là cạp chun co giãn tốt. Mã của sản phẩm là G532, chiều dài là 103, bụng là 82-94, đùi là 31 và ống sẽ là 18,5 cm. Thiết kế hai bên ống quần có đầy đủ túi này cho quý anh chị chúng ta sử dụng. Thiết kế những cái thiết kế như này thì cái form dáng của sản phẩm trông nó sẽ rất là thể thao năng động. Và các bác nào yêu thích tông màu rêu cũng như là cái form dáng này của sản phẩm thì quý anh chị có thể là nhanh tay đặt hàng em này. Một thiết kế chính hãng của nhà Philco, mã là G532. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm với tông màu đen, thiết kế cũng tương đối là basic, đơn giản, nhẹ nhàng. Với cái phần cạp chun co giãn có thêm một cái đường khóa này, cái khóa nhựa như này quý anh chị chúng ta có thể là điều chỉnh cái cạp sao cho nó vừa vặn với số đo vòng bụng. Mã của sản phẩm thì sẽ là G533, chiều dài là 96, bụng là 72-88, đùi là 27,5 và ống sẽ là 19 cm. Đằng trước đằng sau cũng đầy đủ túi cho quý anh chị chúng ta sử dụng, và đặc biệt là túi có thêm khóa này, quý anh chị chúng ta đựng đồ yên tâm bảo quản đồ đạc rất là tốt. Cái form của mình cũng là một cái form tương đối ôm. Với cái thiết kế nhã nhặn lịch sự như này thì quý chị hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm cũng rất là ok. Tông màu đen thì quý chị chúng ta có thể phối đồ rất là dễ dàng với các thể loại trang phục quần áo với các cái tông màu khác nhau. Mã của sản phẩm là G533. Sản phẩm tiếp theo nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một con hàng cực chất của nhà Kepa. Quý chị có thể thấy là hai bên sẽ là các cái đường kẻ với rất là nhiều cái logo của nhà Kepa. Mã sẽ là K534, chiều dài là 105,5, bụng là 74-102, đùi là 36. Và cái phần gấu của mình cũng là cái gấu được bo chu này, có thêm một đường khóa để quý chị chúng ta có thể điều chỉnh cạp chun co giãn tốt, còn có thêm một cái dây đai bên trong để quý chị chúng ta cũng có thể chỉnh cái phần cạp này sao cho nó thật là vừa vặn. Và cũng không thể nào mà thiếu được các cái phần túi chéo cho quý chị chúng ta đựng đồ rồi. Mã sẽ là G534, một thiết kế của nhà Kepa, cũng là một cái thiết kế rất là tinh tế khi mà có cái phần thoáng khí ở đây. Chất liệu của mình cũng là cái chất liệu siêu dày dặn, bên trong còn có thêm một cái lớp lót lưới này, nên là quý chị chúng ta yên tâm lựa chọn em này mặc trong mùa đông năm nay thì rất là hợp lý rồi. Hoàn toàn có thể lựa em này mình mặc ở nhà, mặc đi ngủ, hoặc chúng ta có thể là mặc đi tập luyện thể dục thể thao. Đặc biệt là quý chị chúng ta mặc đi chơi vẫn rất là ok luôn. Hàng rất là đẹp, trông rất là năng động trẻ trung. Mã là G534. Và sản phẩm tiếp theo mà Sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một con quần với cái tông màu đen của nhà Kewis. Thiết kế hai bên thì sẽ là có các cái phần họa tiết như thế này. Mã là G535, chiều dài là 100, bụng là 74-110, đùi là 34 và ống sẽ là 22 cm. Em này thì sẽ là một cái thiết kế form dáng vuông, ống tương đối là rộng rãi thoải mái để quý chị chúng ta mặc sao cho nó thoải mái dễ chịu. Chất liệu hai lớp, bên trong có thêm một lớp lót lưới, và cái tông màu đen này thì mình yên tâm là mình phối đồ rất ok rồi. Ở bên trên này chúng ta cũng có túi chéo rộng rãi để quý chị chúng ta có thể sử dụng. Nói chung đây là một con quần gió cơ bản basic cho quý anh chị chúng ta lựa chọn mặc hàng ngày hoặc là mặc đi tập luyện thể dục thể thao cũng rất là ok. Mã G535. Sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần gió tông màu đen của nhà Puma, một thiết kế rất là đẹp của nhà Puma, bên trên có in cái logo của thương hiệu. Mã sẽ là G536, chiều dài là 101,5, bụng là 76-94, đùi là 29,5 và ống sẽ là 13-19 cm. Quý chị có thêm vào vừa cái phần gấu quần được bo chun co giãn rất là tốt để đảm bảo là quý chị chúng ta mặc cái phần gấu này nó sẽ ôm trọn vào cái cổ chân của mình. Chất liệu gió mềm mịn và đảm bảo không bay, không nhăn, không xù, chúng ta giặt máy giặt thoải mái luôn. Và chất liệu của mình sẽ là chất liệu hai lớp dày dặn, bên trong có thêm một cái lớp vải lót cũng dày không kém để đảm bảo cho quý chị là chắn gió chống bụi rất là tốt. Mã G535. Và cái độ mới của các sản phẩm ngày hôm nay thì rất là cao, nên là quý chị chúng ta yên tâm, đã gọi là low vip thì chỉ có những cái sản phẩm hàng đẹp thôi. Quý chị chúng ta có thể là nhanh tay lựa chọn các sản phẩm ngày hôm nay, số lượng thì không có nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay là một thiết kế của nhà Descente, một con quần đen phối trắng ở hai bên này. Mã của sản phẩm sẽ là G537, chiều dài là 104, bụng là 66-96, đùi là 30 và ống là 21 cm, size 2XL. Và form của em này sẽ là một cái form tương đối ôm. Bác nào muốn mặc kiểu gọn gàng thì có thể là lựa chọn em này. Cũng là một sản phẩm quần gió rất là basic, đơn giản để quý anh chị chúng ta lựa chọn mặc hàng ngày. Chất liệu gió của mình thì sẽ là cái chất liệu gió một lớp thôi, nhưng mà
cái chất liệu này quý chị chúng ta yên tâm là chắn gió chống bụi vẫn rất là tốt. Mình hoàn toàn có thể lựa cho em này chúng ta mặc ở nhà, mặc đi ngủ cũng như là mặc đi tập luyện chạy bộ thể dục buổi thể thao buổi sáng cũng rất là ok. Và mã của sản phẩm sẽ là mã G537, thông số thì nhà sản xuất sẽ ghi ở phía bên tay trái màn hình cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Cho quý chị chúng ta có thể coi kỹ lại một chút toàn bộ phong dáng của sản phẩm, một thiết kế của nhà Nesanze. Và đây sẽ là sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay của chúng ta. Rất là cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay. Và hy vọng là quý chị chúng ta có thể lựa chọn ra những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ưng ý. Tôi xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà sành Đồ Xi bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành Đồ Xi ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.